Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đến thời phất mạnh, vận may bùng nổ, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, không có chiến thắng nào là ngẫu nhiên, mà tất cả đều cần một quá trình rèn và luyện, chờ và chuẩn bị. Người ta bảo, người thông thái có 6 tiếng để chặt cây, thì 4 tiếng đầu đó họ dùng để mài rìu. Cây rìu càng sắc bén, chặt cây càng nhàn, nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu. Bạn đang chuẩn bị, đang mài rìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ, chỉ có vậy, kể cả những thắng lợi do sự may mắn, thì cũng cần hiểu hai điều. Một là, người ta đã phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận, thì mới nắm được vận may, vì vận may mà vào tay người không có trình độ, thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều. Hai là, may mắn cũng là một phần của thực lực, nó không đến một cách tự nhiên, mà do tổng hòa các hành vi, cũng là kết quả của những sự lựa chọn của bạn trong quá khứ. Với một Giáp Dần, ác bạn đã chịu thiệt thật nhiều, ác bạn đã vất vả thật lắm, ác bạn đã nhiệt tình vì người mà để lợi ích của bản thân xuống dưới, lắm lúc ngậm đắng nuốt cay, nên cái may mắn bạn hưởng sắp tới nó đến từ những thiện lành mà bạn đã trao đi, cũng là một loại thực lực của bản thân. Trong cái tính cách của Giáp Dần sẽ khó chịu lắm khi cứ phải chần chừ một chỗ, sẽ bực dọc lắm khi bao sự khởi đầu mình mong mỏi không thuận hòa như kế hoạch, cũng sẽ bận lòng lắm khi bản thân cuộc đời đang trong giai đoạn sàng lọc người đồng hành dài lâu. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời bạn dần rời đi, những nhọc nhằn về nhân tâm, những mỏi mệt về nhân tính, những dở òa về tình người, trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ ra, sàng lọc qua rồi ở lại, sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh để đi cùng Giáp Dần suốt những năm tháng sau này. Vậy nên đừng quá bận lòng, nó là cái bản mệnh, lắm lúc vô tư, lựa lắm khi nhiều suy tư, cười thật nhiều mà cô độc, cũng chẳng ít khi tự động viên, tự vượt qua, tự chăm chỉ, tự nỗ lực, tự xoay sở, tự dựng xây, thật lạc quan và cặm cụi. Cố gắng nó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một tí, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. May mắn sẽ không nhiều, mọi quả ngọt là do bản thân dày công vun đắp, nhưng cũng sẽ sớm được gặt hái mọi vất vả nhọc nhằn, tất cả đều đáng lắm thay. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh 1974 thân mến, cuộc đời con người vốn là chuỗi ngày dài đang xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Chỉ những ai có phúc dày mệnh lớn mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió, leo lái con thuyền số phận đến bến bờ hạnh phúc và thành công. Quý khán giả thân mến, trong tử vi học mỗi con giáp đều có những thời khắc vàng son, nhưng cũng không thiếu những giai đoạn trắc trở. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh 1974 sẽ chứng kiến một sự biến đổi vận mệnh đáng kinh ngạc. Từ những ngày tháng khó khăn, nợ nần chồng chất, họ sẽ bước vào một thời kỳ thịnh vượng, giàu có như vũ bão. Vận trình của tuổi Giáp Dần trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ được chiếu sáng bởi các ngôi sao may mắn, thần tài gõ cửa mang đến những cơ hội kinh doanh phát đạt, tài lộc tràn trề. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến vận may thành hiện thực, nhưng với sự thông minh, nhạy bén và kiên trì,
người tuổi Giáp Dần chắc chắn sẽ tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, bản mệnh sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Và trong phần cuối video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ mang đến cho quý khán giả những lời khuyên và những vật phẩm phong thủy giúp quý bản mệnh tuổi Giáp Dần gia tăng may mắn, đón phúc lành trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Và không để quý khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Tuổi Giáp Dần sinh 1974 cầm tinh con hổ, đứng ở vị trí thứ 3 trong số 12 con giáp. Tuổi Giáp Dần với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi hổ luôn năng động nhiệt tình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi nên khó có thể khắc phục được. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao. Khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngừng ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng gian dội hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác. Cùng lúc trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùng chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, trà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt của những chú hổ, cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mất cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giáp Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực,
Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cò dậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa, còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Nam mệnh tuổi Giáp Dần, xem tử vi thấy rằng cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, tính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Quý khán giả thân mến, sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Người tuổi Giáp Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau nửa đầu năm đầy chật vật trước. Đó thì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này. Ở phương diện công danh sự nghiệp, khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào, tuổi Giáp Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình, nhờ được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh. Đây sẽ là cơ hội để Giáp Dần lấy lại những gì đã mất. Trong thời điểm này có thể thấy con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân. Bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Giáp Dần thay đổi suy nghĩ. Trong thời điểm này, Giáp Dần cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, Giáp Dần nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng gia chạm, bởi phải có gia chạm và cạnh tranh, Giáp Dần mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương các tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, Giáp Dần có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Giáp Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên nên khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Giáp Dần còn bị sao Trực phù chiếu,
sự đa nghi của Giáp dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh khó tin tưởng vào người khác trong quá trình làm việc chung nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con Giáp này có xu hướng muốn tách biệt, làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có mình mới hiểu và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột, song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng. Vì sức người có hạn, Giáp Dần cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách hành động làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý hoàn cảnh, kẻo rước thị phi vào người. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần dự báo về phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Giáp Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của bạn cũng được đảm bảo, chỉ cần Giáp Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong thời điểm này túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, Giáp Dần cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con Giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp Giáp Dần hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn. Thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Thời điểm sức khỏe của tuổi Giáp Dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bản mệnh nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của Giáp Dần. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Giáp Dần nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao vực sâu, nhiễu âm khí, kẻo dông thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Ngũ hành xung khắc dự báo, đường tình duyên của Giáp Dần đối mặt với khá nhiều trở ngại. Trong thời điểm này, với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra, nhưng không được tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con Giáp này với nửa kia. Nếu có thể, tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu. Vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy, đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai người. Khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn, những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai người đã vất vả xây dựng lên. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện. Trong từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 âm lịch. Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn và thách thức trong tháng mới. Khi bất ổn mọi việc, rất dễ bị chệch khỏi tính toán ban đầu của con Giáp này. Công việc có dấu hiệu chững lại khá rõ, kế hoạch liên tục vấp phải trợ lực không phải do nguyên nhân khách quan thì cũng là những vấn đề đến từ tinh thần sơ suất của bản mệnh gây nên. Dù bản mệnh đã rất cố gắng, vất vả ngược xuôi, nhưng thành quả thu về không đáng kể,
đã dạy tiểu nhân luôn nhăm nhe, gây đủ trò khó dễ, khiến bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó việc mình chưa xong đã lại lo lắng chống đỡ những kẻ lòng dạ xấu xa, chỉ rình rập để thừa cơ cướp công, đoạt sức, ăn chặn thành quả của bạn. Bản thân Giáp Dần đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng dường như bạn càng nhường thì kẻ tiểu nhân kia càng được đà lấn tới. Có lẽ bản mệnh cần tìm cách đối phó hiệu quả hơn thua bạn. Có thể không phải là người thích gây hắn làm to chuyện, nhưng cũng đừng quá nhún nhường mà để kẻ tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu. Trong mọi trường hợp hãy thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Cũng vì chuyện này mà bạn sinh tâm lý chán chường, nguyệt lệnh lâm mộ càng khiến Giáp Dần cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này nếu không được giúp đỡ để vực dậy tinh thần con giáp này, sẽ rất dễ buông xuôi, bao nhiêu công sức trôi sông trôi biển. Hãy cứ coi như tình hình chung hiện tại là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh của mình. Chẳng có đường tới thành công nào trải toàn hoa hồng, ai cũng phải nếm trải chông gai, đổ mồ hôi và cả nước mắt mới có thể chạm tay tới cái đích mộng ước. Chỉ cần Giáp Dần giữ vững niềm tin rằng mọi nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, vào đúng lúc thì bạn sẽ tìm được ánh sáng nơi cuối con đường. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 âm lịch. Do ảnh hưởng quá mạnh từ cục diện tương xung, kết hợp với hung tinh đại hao chủ về hao tài, khiến tài vận của người tuổi Giáp Dần giảm sút đáng kể. Trong tháng này thu nhập từ công việc chính chẳng những không tăng, mà còn có thể chịu tổn thất do những sai sót, hiệu suất sụt giảm gây ra. Đặc biệt hãy cẩn trọng với tiểu nhân bên cạnh bạn, cần nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận, không được để sự sao nhãng hay bất cẩn khiến bản thân tự mua dây buộc mình. Nếu có vấn đề xảy ra, bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, quá hung thành cát. Việc kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn. Tháng này chớ nên dội tin những lời dụ mời gọi đầu tư mạo hiểm, kẻo khoản tiền bạc khó khăn làm lụng tiết kiệm mới có được lại bị kẻ xấu lừa gạt, khiến cho tiền mất tật mang. Nhìn chung, tháng này bạn hầu như không có hoặc có rất ít vận may tài chính, nên cần hạn chế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp, lại càng phải cẩn trọng tiến hành bất cứ đầu tư nào, cũng cần tìm hiểu kỹ càng tránh bị lừa gạt. Khẩu quyết, điều bạn mong chờ nhiều càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa dối bạn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số may mắn 80, 44 và 90. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 âm lịch. Nhìn chung, nếu bản mệnh là người chăm chỉ rèn luyện và có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, thì tình hình sức khỏe trong tháng mới không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong tháng nguyệt lệnh lâm cung ngụ ý chỉ vận khí đang có sự suy yếu dần, vì thế bản mệnh cũng không nên chủ quan, coi thường việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình. Hơn nữa, chuyện công việc tiền bạc khiến cho con giáp này mất ăn, mất ngủ, sức khỏe đi xuống, cũng tốn kém thêm một khoản kha khá. Vì thế, những người tuổi Giáp Dần tốt nhất nên biết chăm sóc cho bản thân để tránh mất tiền không cần thiết. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 âm lịch. Không may cho người tuổi Giáp Dần là chuyện tình cảm tháng 11 âm lịch này cũng không được suôn sẻ, đó là nguyên nhân chính khiến bạn bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Gia đạo bất an, cha mẹ và con cái có điểm xung khắc, bạn nên tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng và tâm sự giảng giải cho con hiểu, thay vì quát mắng nạt nộ sẽ chỉ càng dễ phản tác dụng. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024, của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch hay còn gọi là tháng cũ mật, người tuổi Giáp Dần được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc, vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đến nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn, chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao. Thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc,
Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Thay vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ gì bạn sẽ không thể làm, vậy tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt tháng này Giáp Dần chiếu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua bịa đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Khi gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm. Với đủ chuyện phải lo này, tháng này dù Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy, dự phòng, nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Giáp Dần cũng đừng vội ra quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản thu nhập thì vẫn phải đợi đến thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Đó là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Khẩu quyết: hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn vào cơ hội làm giàu nhanh. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn số 10, 44 và 29. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Giáp Dần cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng thổ khí cực dưỡng khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ rơi việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình mong muốn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Giáp Dần sinh 1974 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tý. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Giáp Dần và tuổi Tý, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu, và vị trí top đầu luôn phải giao cho tuổi Giáp Dần. Vì con người này thích mình luôn ở vị trí đứng đầu, tuổi Tý hơi nhút nhát, sẽ là hậu phương vững chắc cho tuổi Giáp Dần ngoài chiến tuyến. Tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho tuổi Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu có thể kết hợp và tận dụng được thế mạnh bên kia có, nếu cả hai cùng cầu thị. Người tuổi Giáp Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc, vì luôn có tuổi Giáp Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới,
tuổi Sửu sẽ dạy tuổi Giáp Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Giáp Dần sẽ chỉ cho tuổi Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dần. Trong công việc, hai người tuổi Giáp Dần cũng cần nỗ lực không ngừng để giữ hòa khí và để cho công việc êm đẹp. Tuổi Giáp Dần vốn chăm chỉ và có hoài bão lớn. Nếu cả hai tuổi Dần đều có cùng một mục tiêu chung, họ sẽ phát đạt nhanh chóng bởi nguồn năng lượng trong họ rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu họ không đi chung một con đường, sự nghiệp của họ rất khó thành bởi sự bất ổn định thường xuyên xảy ra. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mão. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Giáp Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Giáp Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp, bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau, ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Giáp Dần. Ngược lại, tuổi Giáp Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tỵ. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền, nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Giáp Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Ngọ có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi Giáp Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Giáp Dần cần để không gian cho tuổi Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, tuổi Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Giáp Dần, vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Giáp Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thân. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Giáp Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, tuổi Thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau, bởi tuổi Thân coi tuổi Giáp Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Giáp Dần, tuổi Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dậu. Nếu tuổi Giáp Dần và tuổi Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Giáp Dần đánh giá cao hơn tuổi Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Giáp Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Dậu thì vui vẻ để tuổi Giáp Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tuất. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Giáp Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Giáp Dần là đôi khi tuổi Giáp Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Giáp Dần với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Giáp Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Quý khán giả thân mến, nói năng cẩn trọng tích đức, không quan tâm chuyện bao đồng, chính là chừa cho mình đường lui. Con người ta chỉ mất một năm để học hỏi, nhưng phải mất cả đời để học cách im lặng. Làm ba điều này là thêm nhiều phước đức cho gia đình và chính mình. Một là, nói ít hơn chính là trí tuệ. Người ta nói rằng, tin đồn bắt đầu từ những kẻ hung ác và kết thúc bởi những người thông thái. Trong cuộc sống này, thì có quá nhiều người muốn chỉ tay vào cuộc sống của người, thậm chí chẳng tiếc lời phê phán. Trong giao tiếp giữa con người với nhau, thì ít nói mới chính là trí tuệ. Suy cho cùng thì không ai trong chúng ta biết hết người khác đã trải qua những gì, hay họ có gặp khó khăn nào,
năng lượng của mỗi người đều có hạn, chuyện của mình còn chưa hiểu rõ thì đừng nói về người khác, nhất là khi muốn dạy bảo, muốn khuyên nhủ bất kỳ ai ở đời. Quả từ miệng mà ra, nói ít chính là sự tu dưỡng mà ai cũng cần có. Càng nói nhiều thì càng mắc lỗi nhiều. Hãy quản lý tốt cái miệng của mình, để đừng nói lời làm tổn thương người khác, đừng bàn tán xì xào, đừng buông lời du khống. Hai là, nghĩ ít đi, nghĩ nhiều thì tim sẽ mệt mỏi. Cuộc sống này vốn đã chẳng dễ dàng gì rồi. Nếu bạn vì một câu nói của người khác mà rơi vào dũng lầy cảm xúc, thì điều đó chẳng khác nào tự làm khổ mình. Tai họa không chỉ đến từ thế giới bên ngoài, mà còn đến từ trái tim của ta. Một khi đã để những việc đó trong lòng, thì chúng ta sẽ bị giày vò và mọi lo lắng đau khổ theo đó mà đến. Chúng ta mệt mỏi vì chúng ta nghĩ quá nhiều, dễ sợ hãi ở tương lai. Hãy cứ sống thật hạnh phúc, đơn giản nghĩ ít thôi. Hãy buông bỏ gánh nặng ở trong lòng và giữ cho tâm hồn thật bình yên. Ba là, không tức giận là thêm phúc. Tức giận chính là lợi dụng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Điều này chẳng đáng gì cả. Con người chỉ có một lần để sống. Đừng tức giận khiến phúc khí đi hết. Cuộc sống này không thể lúc nào cũng thuận buông xuôi gió được. Tức giận chẳng giải quyết được vấn đề gì, càng không khiến cuộc sống của bạn tốt lên. Thay vì tức giận, hãy nghĩ cách giải quyết và đối mặt với các vấn đề của cuộc sống bằng thái độ mạnh mẽ hơn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.